Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 455 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói trong nháy mắt khi mà thủy bổn nguyên của Vương Lâm Đại Thành, nước biển bốn phía xung quanh lập tức hiện hóa ra những hư ảnh. Hư ảnh này vừa xuất hiện liền có lục quang tỏa ra tràn ngập. Đối với việc đột nhiên xuất hiện hư ảnh này thì Vương Lâm sớm đã phát hiện ra. Thần sắc hắn như thường, tay phải giơ lên hướng về phía nước biển phía trên bỗng nhiên chụp một cái. Lập tức tất cả chất lỏng màu đen trong nước biển liền ngưng tụ lại. Trong phút chốc nằm trong lòng bàn tay của Vương Lâm hóa thành một giọt nước biển màu đen. Chất lỏng này thì chính là vạn tịnh hóa ô dịch. Lúc này thì hư ảnh bốn phía lần lượt hiện ra, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập đồng loạt ập tới Vương Lâm trong nháy mắt. Và lúc này Vương Lâm vút mạnh giọt chất lỏng màu đen nọ. Thủy có thể ngăn cách tất cả khí tức, có thể khiến cho hỏa không còn thiếu đốt, có thể khiến cho tính mạng ngừng lại, có thể khiến cho thiên địa không còn màu sắc. Vương Lâm thì thào, vớt một cái khiến cho giọt thủy dịch màu đen kia chợt tan nát, hóa thành một lượng nước lớn màu đen, lấy Vương Lâm làm trung tâm mà điên cuồng khuếch tán ra về bốn phía. Những hư ảnh màu xanh lục đang tới gần Vương Lâm từ bốn phía không kịp thi triển thần thông đã lập tức bị hắc thủy như là sóng cuộn cuốn đi, ầm ầm bao phủ. Những tiếng kêu thê lương lập tức vang lên trong đan hải. Tất cả tu sĩ bị hắc thủy đụng vào, thân thể lập tức run rẩy, bị ăn mòn rồi tiêu tán, nguyên thần tử vong. Cũng có một số người giống như là không thể hít thở, hai mắt trợn trừng lên, tuyệt khí mà chết. Không chỉ có khí tức, dù là tiên khí, thậm chí là ngọn lửa tính mạng cũng bị thiêu đốt lên. Lại có một số người thân thể ầm ầm tan nát, máu tươi trong thân thể bị cuốn ra, từ trong lỗ chân lông bay ra, thân hình nát bấy, nguyên thần bị tiêu diệt. Cũng có không ít kẻ thân thể lại run mạnh, nhanh chóng héo rũ, chỉ trong chớp mắt đã khô héo như là xương khô. Ngay cả nguyên thần cũng vì thân thể mất nước mà mệt mỏi rồi tan vỡ. Tất cả phát sinh đều trong nháy mắt khi mà Vương Lâm vuốt lên giọt nước màu đen đó. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, từ từ hướng về phía một thi thể đi tới. Một tia hắc dịch từ trong đó lan ra, chui vào trong thân thể của Vương Lâm, dung hợp với máu huyết của hắn. Sau khi đi được 7 bước, đột nhiên Vương Lâm quay đầu lại, nhìn thoáng về phía xa xa. Ở nơi rất xa ngoài khơi chính là vị trí của nữ tử đang đứng dưới ba cây đại kỳ. Thân thể của nàng lúc này run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. La bàn trong tay nàng hiện lên điểm sáng màu xanh biếc, bốn phía Vương Lâm lúc này đã toàn bộ bị dập tắt. Đan hải màu đen lúc này biến mất, chỉ còn lại một điểm trắng đang chậm rãi di chuyển, rất nhanh liền biến mất. Người này là ai chứ? Vì sao lần trước điều tra cường giả lại không thấy sự tồn tại của hắn? Nữ tử trầm mặc cắn hàm răng. Toàn bộ lục ma vệ nghe lệnh, trong đan hải phải đuổi giết người này, không để hắn rời đi được. Người này đã đoạt được vạn tịnh hóa ô dịch, phải giết chết hắn để mà thu hồi. Nữ tử này vừa nói liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này giống như kết hợp với cả lời nói của nàng, hóa thành khí chui vào bên trong la bàn. Đồng thời khi mà đám máu này tiêu tán thì tất cả tu sĩ mặc lục y nhanh chóng cất bước. Cùng với lúc đó bên trong đan hải, lúc này tâm thần của tất cả tu sĩ lục ma châu đều chấn động. Trong óc vang lên giọng nói của nữ tử kia. Giọng nói này có thể truyền ra trong phạm vi rộng như vậy không phải là do tu vi của nữ tử này kinh người, mà do nàng thông qua la bàn trên tay tạo thành. La bàn này không phải vật phàm, chính là vật then chốt của cấm chế bao phủ cả đan hải. Lúc này thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi di chuyển trong đan hải này. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi lần bước đi đều vượt qua khoảng cách cực xa, không ngừng tiến bước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những người này đã phong ấn đan hải, tuy không biết muốn gây nên chuyện gì, nhưng chỉ cho người tiến vào mà không cho thoát ra, hiển nhiên là sợ tin tức ở nơi này bị lọt ra ngoài. Vừa đi tới thì hai mắt Vương Lâm vừa lóe sáng, tay phải giơ lên, lập tức trong lòng bàn tay hắn từ từ chui ra một người tí hon.
Người tí hon này chính là một tia hồn phách Vương Lâm ngưng tụ ra sau khi mà tu luyện hồn diễn đạo. Vừa bước đi, ánh mắt Vương Lâm vừa nhìn người tí hon nọ. Thân thể người tí hon này run lên, cúi đầu quỳ gối trong lòng bàn tay Vương Lâm, hướng về phía Vương Lâm vái lại một cái. Một cái vái này đụng vào lòng bàn tay của hắn, trong đầu Vương Lâm liền ầm vang, giống như đang chuẩn bị tính toán ra biến hóa trong tương lai. Nhưng mà trong tích tắc này, đột nhiên một luồng lực lượng mênh mông từ trong u minh ầm ầm tràn tới, mạnh mẽ chặt đứt sự tính toán của Vương Lâm. Hai mắt hắn sững lại, thần sắc trở nên ngưng trọng hơn. Có người quấy nhiễu. Cũng không phải chỉ quấy nhiễu ta, mà nhằm vào tất cả những ai ở nơi này muốn dùng thần thông tính toán biến hóa của thiên địa. Bàn tay Vương Lâm nắm lại, người tí hon liền dung nhập vào trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Nơi này sợ là có đại loạn rồi. Vương Lâm trầm ngâm, thân thể nhoáng lên, dưới chân lóe lên gợn sóng, trong tích tắc liền biến mất, xúc địa thành thốn thuấn di mà đi. Không tới mười mấy nhịp thở sau hắn rời đi, chỉ thấy mấy thân ảnh nguyên hóa ra nơi này. Mấy thân ảnh mặc lục y sau khi xuất hiện, hơi điều tra một chút liền biến mất một lần nữa. Còn về phía Vương Lâm, hắn xuất hiện tại vùng biển gần Thiên Ngưu Châu. Thân ảnh từ trong gợn sóng lan ra, lông mày nhíu lại, thân thể chưa rời đi mà ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt giống như là xuyên qua nước biển, nhìn thấy bầu trời hôn ám bên ngoài. Cấm chế nơi này khiến cho thần thông xúc địa thành thốn chỉ có thể di động ở bên trong đan hải, không thể đi ra ngoài được. Cấm chế này cũng có chút huyền diệu đó. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư. Hắn không ra khỏi cấm chế này. Bất cứ cấm chế nào trong thiên địa đều không thoát khỏi cấm chế bổn nguyên. Mà càng gặp nhiều cấm chế thì cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm lại càng thêm lớn mạnh. Nếu hắn có thể hấp thu luyện hóa một cấm chế đại trận từ rất lâu trong thiên địa, thì cấm chế bổn nguyên của hắn lập tức sẽ tăng mạnh. Cấm chế nơi này ta cũng có thể luyện hóa hấp thu, trở thành một bộ phận cấm chế của bổn nguyên ta. Vương Lâm thì thào. Hắn lần trước ở trong tàng hồn các, dù sao thân cũng là trưởng lão của đại hồn môn, thật sự không nên luyện hóa. Mà cấm chế nơi nó thì cũng không có gì huyền diệu, chỉ tồn tại ý chí của cường giả mà thôi. Giờ đây vừa trầm mặc, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tay phải giơ lên hướng về phía bên cạnh vung mạnh. Chỉ thấy bên trong biển rộng bên phải Vương Lâm lập tức có hơn 10 đốm lửa thiêu đốt bên trong biển. Trong chớp mắt khi mà những đốm lửa này xuất hiện, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nước biển quấn động. Thân ảnh của hơn 10 tu sĩ mặc lục y biến ảo hiện ra. Thân thể bọn họ lúc này bị thiêu đốt bừng bừng, tỏa ra ngọn lửa màu đen, ngay cả nước biển cũng không thể dập tắt. Ngọn lửa này chính là sát khí của bọn họ bị hư hỏa dẫn động. Thần thông hư hỏa thì Vương Lâm rất ít khi sử dụng. Đây là lần đầu tiên thi triển tại Thiên Cương Đại Lục. Nhưng uy lực của nó trong lúc bất ngờ lại cực kỳ cường đại. Hơn 10 tu sĩ trong nháy mắt tử vong. Tu vi bọn họ không tới bước thứ 3, chỉ là người đầu tiên tìm tới Vương Lâm mà thôi, căn bản không có chút sức chống cự nào. Vừa đi tới, Vương Lâm định lao ra khỏi mặt nước, quan sát cấm chế bao phủ cả đan hải này. Nhưng vào lúc này thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, quay đầu lại nhìn về phía xa xa. À, ba người bọn họ, không ngờ lại ở nơi này sao? Khuôn mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, thay đổi phương hướng, bước từng bước mà đi tới. Lúc này tiếng ầm vang truyền khắp sâu trong đan hải. Bạch Hổ phun ra máu tươi, mang theo Chu Tước và Huyền Vũ nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau bọn họ, tu sĩ họ Tiền liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn. Thân thể kẻ kia rất là cường hãn, nếu luyện thành khôi lỗi có lẽ là một lựa chọn không tồi. Ba người các ngươi tu vi không tầm thường. Căn cứ vào điều tra của tông môn, các ngươi mới tới đây vài thập niên mà thôi, không môn không phái, không bằng gia nhập vào Vô Cực Tông của chúng ta, đỡ phải chịu họa sát thân. Thanh niên mặt trắng mỉm cười mà nói. Sắc mặt của Bạch Hổ tái nhợt, không nói một lời mà mang theo Chu Tước cùng với cả Huyền Vũ suy yếu tới mức đang thoi thóp, điên cuồng mà bỏ chạy. Nhưng tốc độ quán dù nhanh hơn nữa cũng không cách nào kéo gần khoảng cách với hai tu sĩ ở phía sau. Bạch Hổ, ba người các ngươi không phải hạng vô danh. Chẳng qua vì sao chuyện các ngươi ở Đan Hải vô số năm trước lại không hề có chút dấu vết nào chứ? Thanh niên mặt trắng này nói, giơ tay phải lên, cây quạt trong tay chỉ về phía trước. Lập tức một luồng thanh khí từ trong cây quạt của thanh niên này xuất hiện, biến ảo thành một tiên nhân mặc kim giáp, cất bước mà đi tới. Trong tay cầm kim kiếm lớn, gầm lên rồi chém về phía Bạch Hổ.
Trong tích tắc khi mà kim kiếm này hạ xuống, Bạch Hồ xoay phắt người lại, gầm lên một tiếng. Bên ngoài thân thể lập tức hiện ra một hư ảnh Bạch Hồ, thoát ra khỏi thân thể rồi đánh về phía tiên nhân mặc kim giáp kia. Ầm một tiếng, tiên nhân sụp đổ. Bạch Hồ này cũng bị bi thảm rên lên một tiếng rồi tiêu tán. Thân thể Bạch Hồ chiến tướng run lên, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại phía sau mấy trăm trượng. Lão tử ta là Bạch Hồ chiến tướng, là một trong tứ đại chiến tướng của Thất Đạo Tông. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đám nhãi con nhà các người nhớ kỹ lại. Thân sắc Bạch Hồ chiến tướng dữ tợn, hắn không bỏ chạy nữa. Kiếp nạn ngày hôm nay hắn đã hiểu, sợ rằng mình khó có thể vượt qua nổi. Nếu như đã phải chết, thì phải chết cho đường đường chính chính. Ta là Chu Tước chiến tướng, một trong tứ đại chiến tướng của Thất Đạo Tông. Ở bên cạnh Bạch Hồ, Chu Tước khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm vào thanh niên kia chậm rãi mở miệng. Còn ta là Huyền Vũ chiến tướng. Cả Huyền Vũ vào lúc này rõ ràng cũng biết ba người giờ phút này sợ là phải cùng chết. Ngược lại trông lạnh nhạt hơn nhiều, thầm than, cũng giống như là Bạch Hồ vậy, không hề che giấu thân phận của bản thân nữa. Thất Đạo Tông. Thiên Nhiêu Châu có môn phái này sao? Thần sắc thanh niên mặt trắng kia tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu, nhưng mà cũng không thể nhớ ra được ba chữ Thất Đạo Tông này. Thất Đạo Tông sao? Tu sĩ họ Tiền bên cạnh hắn, sau khi mà nghe tới tên này liền cẩn thận quan sát ba người. Trong điều tra của tông môn chúng ta đối với cả Thiên Nhiêu Châu từng nói qua cái tên này. Đây là một tông phái từ rất nhiều năm trước. Tông chủ hình như gọi là Thất Thải Thiên Tôn gì đó. Tu vi năm đó bất phàm, nhưng giờ đây e rằng đã chết từ lâu. Nghe thấy bốn chữ Thất Thải Thiên Tôn này, ba người đám Bạch Hổ trầm mặc, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Tông chủ dù đã chết, nhưng mà trong Thất Đạo Tông chúng ta vẫn còn một người. Người này nếu ra được thì không bao nhiêu năm nữa nhất định sẽ rạng danh tiên cương đó. Bạch Hổ đột nhiên mở miệng. Chu Tước và Huyền Vũ nhìn nhau đều gật đầu đồng ý. Dạng danh tiên cương. Thú vị thật. Chẳng lẽ người các ngươi nói có thể so với cả với Vân Giật Phong của Quy Nhất Tông, hay là tứ đại thiên tài của Đông Châu hay sao? Quả là buồn cười đó. Thanh niên mặt trắng cười châm chọc bước về phía trước, cùng với cả tu sĩ họ Tiền tiến tới, đang muốn triển khai giết chóc. Nhưng mà ngay trong lúc mà hai người áp sát thì ánh mắt ba người Bạch Hổ lộ vẻ quyết đoán, đang muốn liều chết thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp bốn phía. Cười vui lắm sao? Giọng nói này tới vô cùng đột ngột, như là sau khi dung hợp với cả nước biển liền truyền ra vang vọng bốn phía. Nước biển lúc này lập tức xuất hiện tầng tầng dòng chảy ngầm, nhanh chóng quần quận cuốn đi. Trong dòng chảy ngầm đó thì thân thể Vương Lâm chậm rãi đi ra. Thần sắc hắn bình tĩnh, bạch y tung bay trong nước biển, giống như không nhiễm chút bụi trần. Lạnh lùng nhìn hai tu sĩ Lục Ma Châu trước đám người Bạch Hồ. Vương Lâm. Bạch Hồ sửng sốt. Chu Tước và Huyền Vũ bên cạnh hắn cũng ngẩn ngơ, hiển nhiên không thể nào ngờ được lại gặp Vương Lâm ở nơi này. Vương Lâm hướng về phía ba người Bạch Hồ gật đầu, ánh mắt quét về phía hai tu sĩ Lục Ma Châu. Sát khí trong mắt tu sĩ họ Tiền lóe lên. Vương Lâm xuất hiện không khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Theo hắn thấy thì tu vi của Vương Lâm chỉ là không linh đỉnh phong, không có gì đáng sợ. Chẳng qua là đối phương có thần thông ẩn giấu khí tức mà thôi. Người này chỉ am hiểu thuật ẩn thân, nếu không thì không có khả năng ta lại không phát hiện ra mà có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt ta như vậy. Tu sĩ họ Tiền nghĩ vậy cười lạnh, thân thể chẳng những không dừng lại mà còn cất bước nhanh hơn, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía Vương Lâm. Các người đã quen biết nhau thì lúc này cũng lưu lại đây đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người bầu bạn cho vui. Trái với tu sĩ họ Tiền, thanh niên mặt trắng trong tích tắc khi mà Vương Lâm tới thì đồng tử trong hai mắt co rụt lại, thân thể sững lại, không tiến tới nữa mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Người này nhìn như tầm thường, nhưng mà trên người hắn lại tồn tại máu tanh vô hình vô cùng đồng đậm. Hắn ở Đan Hải nhất định đã giết chóc rất là nhiều. Thanh niên mặt trắng này tu luyện công pháp đối với máu tanh cực kỳ mẫn cảm, hầu như trong nháy mắt khi mà nhìn thấy Vương Lâm liền phát hiện ra khí tức mà người ngoài không thể thấy này. Luồng máu tanh chỉ hắn mới có thể thấy này ầm ầm ập tới, khiến cho hắn hít thở không thông.
giờ phút này lùi lại phía sau, tay phải hắn giơ lên che mắt phải lại, mắt trái còn lại nhìn thấy thì đồng tử xoay tròn một cách quỷ dị. Đột nhiên hắn có thể thấy bên ngoài thân thể Vương Lâm tồn tại mấy ngàn oan hồn thê lương. Toàn bộ những oan hồn này đều là tu sĩ Lục Ma Châu bị hắn giết chết trong đan hải vừa rồi. Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy cảnh này, thân thể thanh niên mặt trắng run lên, không nói cho đồng bạn biết mà triển khai toàn bộ tốc độ, vội vàng lùi lại phía sau. Hắn và tu sĩ họ Tiền kia, một tiến một lùi, có vẻ đối lập vô cùng. Người muốn chết sao? Vương Lâm cười lạnh. Trong tích tắc khi mà tu sĩ họ Tiền kia áp sát, liền giơ tay phải vung lên một cái. Chỉ thấy hắc khí trong tay phải Vương Lâm chợt khuếch tán mà ra, hóa thành một tiếng gầm nhẹ. Dĩ ti khôi lỗi bỗng nhiên biến ảo ra, đầu lưỡi đỏ lòm trong sương mù vươn ra, nhe răng cười mang theo vẻ tàn nhẫn lao thẳng tới tu sĩ họ Tiền. Tu vi kẻ này thì bất phàm, nhưng mà so với cả dĩ ti khôi lỗi thì đúng là như trời với đất thôi. Trong nháy mắt khi mà dĩ ti khôi lỗi xuất hiện, tu sĩ họ Tiền trợn trừng mắt, tóc gáy dựng đứng cả lên. Một luồng nguy cơ sinh tử như là hồng thủy bao phủ toàn thân của hắn. Vào giờ khắc này thân thể hắn vặn vẹo một cách quỷ dị, không một chút do dự mà thay đổi phương hướng, nhanh chóng lùi lại, muốn tránh một đòn của dĩ ti khôi lỗi rồi bỏ chạy. Đáng chết thật, tại sao hắn lại có khôi lỗi mạnh tới mức này? Người này rốt cuộc có thân phận gì? Không ngờ lại có một khôi lỗi không kiếp sơ kỳ bên người như vậy. Thần sắc của tu sĩ họ Tiền mang theo vẻ sợ hãi, nhưng mà tốc độ không thể sánh được với cả dĩ ti khôi lỗi. Trong chớp mắt đã bị hắc phụ đuổi theo, ầm ầm bao phủ lấy hắn. Rồi tiếng kêu thảm thiết và máu tươi chợt tràn ngập trong sương mù. Lại nói về thanh niên mặt trắng vừa lựa chọn bỏ chạy lúc trước, giờ đang mang theo thần sắc hoảng sợ, nhanh chóng mà lùi lại, kéo giãn khoảng cách với cả Vương Lâm, thân thể nhoáng lên, đang muốn dung hợp với cả đại trận cấm chế này, na di mà bỏ chạy. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh lại, nhìn tu sĩ Lục Ma Châu đang muốn rời đi ở xa xa, tay phải giơ lên chụp một cái vào hư không. Một cái chụp này khiến dòng chảy ngầm trong biển đột nhiên bùng lên, sóng gợn tràn ra, bất ngờ hóa thành một bàn tay khổng lồ nắm lấy thanh niên mặt trắng. Ầm một tiếng, cây quạt trong tay hắn mở mạnh. Mặt trước của cây quạt là một bức tranh vẽ vạn mã bôn đằng. Trong nháy mắt khi mà cây quạt được mở ra, tiếng ngựa hí vang vang vọng khắp không gian. Đồng thời trong nước biển, trước mặt thanh niên mặt trắng, chỉ thấy những con ngựa hư ảo hiện ra. Trong chớp mắt đã tràn ngập nơi này, trở thành cảnh tượng vạn mã bôn đằng. Nước biển chấn động, những con ngựa hư ảo kia đồng thời lao ra, bỗng nhiên đụng mạnh vào cánh tay do Vương Lâm biến ảo ra kia. Tiếng chấn động ầm ầm vang khắp đáy của đan hải, quấn động nước biển, hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, khiến cho nước biển nhanh chóng xoay tròn. Trong tiếng ầm vang đó, cánh tay hư ảo của Vương Lâm tiêu tán cùng với cả vạn con ngựa hư ảo. Còn về phần thanh niên mặt trắng kia, thân thể nhoáng lên, dung nhập vào trong trận pháp biến mất. Khi mà tới dưới ba cây đại kỳ ở ngoài khơi Lục Ma Châu, bên cạnh nữ tử cầm la bàn kia, thì thanh niên mặt trắng biến ảo hiện ra. Trong nháy mắt khi mà xuất hiện, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn rồi, Tiền sư huynh sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Thiên Ngưu Châu tự dưng lại xuất hiện một tên tu sĩ, người này tên là Vương Lâm. Việc này chúng ta cần báo ngay cho sư tôn. Hắn lau máu tươi ở khóe miệng rồi chậm rãi nói. Nữ tử bên cạnh hắn nhìn chằm chằm vào la bàn, ánh mắt ngưng tụ trên điểm trắng đại biểu cho Vương Lâm kia. Hắn ở trong trận pháp này trốn không thoát được đâu. Việc này ta đã sớm báo cho tông môn rồi. Ba lão tổ đã phái Vân Không đại sư huynh tới rồi. Sau khi đại sư huynh tới, đại quân liên minh Tam Tông sẽ xuất hiện. Chỉ cần đại sư huynh luyện hóa đan hải này, hóa thành một nửa hạt đan tiên, nổ tung màn chắn của Thiên Ngưu Châu là tất cả mọi việc sẽ chấm dứt thôi. Một hồi lâu sau thì nữ tử trung niên này hai mắt lóe lên sát khí, nhẹ giọng mà nói. Sao? Vân Không đại sư huynh? Thanh niên mặt trắng vừa nghe tới cái tên này thì sắc mặt liền lộ ra vẻ sùng kính. Cái tên Vân Không này trong Lục Ma Châu giống như mặt trời giữa trưa vậy, dù là cả trong Đông Châu cũng vô cùng vang dội. Phải biết rằng Vân Không là một trong tứ đại thiên tài Đông Châu. Tông phái của hắn không cố định, mà cả tam đại tông phái Lục Ma Châu đều là sư tôn của hắn. Hắn có thể tùy học tập tất cả thần thông trong tam đại tông môn, là đại sư huynh của tất cả đệ tử tông môn của Lục Ma Châu.
Nghe nói Vân Không Đại Sư nhiều năm trước đã đi tới Bắc Châu, bái làm môn hạ Võ Phong Đại Thiên Tôn, Vấn Tiêu Cầu Đạo. Tu vi ngày nay khó lường lắm, có hắn tới đây thì Vương Lâm phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ đây thần sắc thanh niên mặt trắng này rung động. Lại nói về Vương Lâm, tu sĩ họ Tiền kia căn bản không phải đối thủ của Dĩ Ti Khôi Lỗi, bị chém giết kết thúc rất là nhanh. Ngay lúc mà tiếng kêu thảm thiết chấm dứt, thân thể tu sĩ họ Tiền tan nát, đã bị hút sạch toàn bộ máu huyết, chỉ còn lại nguyên thần. Đó là bởi vì Vương Lâm trước đó đã yêu cầu Dĩ Ti Khôi Lỗi không cắn nuốt. Giờ đây trước mặt ba người, Vương Lâm đối với cả tu sĩ họ Tiền triển khai thần thông siêu thần, ánh mắt bình tĩnh. Cho tới khi mà tìm hiểu xong tất cả, hắn mới buông tay, vất bàn tay một cái. Đầu lưỡi của Dĩ Ti Khôi Lỗi lúc này liền quần lấy, định cắn nuốt, nhưng Vương Lâm đã phong ấn nguyên thần này. Dĩ Ti Khôi Lỗi sửng sốt, hung quang trong mắt bùng lên, nhìn chằm chằm Vương Lâm gầm nhẹ. Người này ta cần cần dùng đến nữa. Vương Lâm nhìn Dĩ Ti Khôi Lỗi, ánh mắt bình tĩnh mà giống như có sát khí ngập trời. Tiếng gầm giống của Dĩ Ti Khôi Lỗi từ từ yếu dần, cuối cùng cúi đầu không giống nữa. Tu vi Vương Lâm đề cao lên, dấu ấn hắn lưu lại trên người Dĩ Ti Khôi Lỗi càng sâu sắc. Nếu không khi tới cực hạn, Dĩ Ti Khôi Lỗi này sẽ không ương ngạnh phản kháng mệnh lệnh của Vương Lâm. Ba vị lão hữu, từ biệt nhiều năm như vậy, không ngờ lại có thể gặp mặt ở nơi đây. Vương Lâm lúc này xoay người, nhìn về phía ba người Bạch Hổ thần sắc phức tạp, ôm quyền mỉm cười nói. Ba người Bạch Hổ vô cùng cảm khái, thở dài một phen. Vương Lâm, Lục Ma Châu vừa ra tay nhất định như là sét đánh không kịp bưng tay. Giờ phút này sợ là tuyệt đại đa số tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong Đan Hải đều đã bị tàn sát. Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Huyền Vũ thở dài nhìn Vương Lâm. Lục Ma Châu này cũng không phải lần đầu tiên tiến vào Thiên Ngưu Châu trong phạm vi lớn. Ta nhớ rõ trước đây cũng có mấy lần, nhưng đều bị các đời lão tổ của Đại Hồn Môn và Quy Nhất Tông liên thủ tạo thành tấm màn ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng mà lần này Lục Ma Châu ra tay, chính là giết hai tán tu của Đan Hải, nhất định là có mưu đồ cực lớn. Ánh mắt Chu Tước lộ vẻ trầm ngâm, chậm rãi mà nói. Thiên địa biến ở nơi này đã bị Lục Ma Châu che giấu, sợ là Đại Hồn Môn và Quy Nhất Tông còn chưa biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta thân là người của Thiên Ngưu Châu, nếu có thể rời khỏi nơi này, cần lập tức truyền tin. Bạch Hổ trầm giọng mở miệng. Được rồi, giờ phút này không nên nói nhiều, trước tiên rời khỏi nơi này cái đã. Vương Lâm vừa nói, tay áo vừa vung lên, lập tức Đan Hải liền có thêm một dòng chảy ngầm quấn ba người Bạch Hổ về phía trước. Cả đường lao đi, trên đường bốn người Vương Lâm gặp tu sĩ Lục Ma Châu mấy lần, thường vừa thấy mặt Vương Lâm liền dùng hư hỏa để mà giết chết. Nhưng mà rất nhanh thì bốn người đi về phía trước càng ngày càng ít gặp tu sĩ Lục Ma Châu. Tới cuối cùng toàn bộ tu sĩ dường như đều biến mất, không thấy bóng dáng. Có điều không hợp lý cho lắm. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Vị trí lúc trước hắn vốn cách Thiên Ngưu Châu không xa, hầu như đã ở bên bờ Thiên Ngưu Châu này. Lúc này đã đi lâu như vậy, đáy biển dần thoải dần, thân thể bốn người nhoáng lên liền bay lên mặt biển. Giờ phút này bầu trời đen kịt, không trăng. Thiên địa tối đen, ngay cả nước biển trong cũng mơ hồ, chỉ có từng cơn gió thổi qua còn nước biển ảo ạt, thỉnh thoảng tung bọt trắng xóa. Bốn phía trừ tiếng động của biển khơi thì vô cùng yên tĩnh. Ba người Bạch Hổ nhận ra điểm không thích hợp, ánh mắt lóe sáng, đang nhìn bốn phía. Ở hướng Thiên Ngưu Châu lúc này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vùng đen đen lờ mờ. Ba người làm hộ pháp cho ta, ta muốn xem trận pháp này rốt cuộc có lực phong ấn tới đâu. Vô Lâm điều chỉnh tâm thần, thân thể rơi xuống, tay phải giơ lên hướng về phía ngoài khơi nhấn một cái. Ba người làm hộ pháp cho ta, ta muốn xem trận pháp này rốt cuộc có lực phong ấn tới đâu. Vô Lâm điều chỉnh tâm thần, thân thể rơi xuống, tay phải giơ lên hướng về phía ngoài khơi nhấn một cái. Một cái nhấn này mặt biển vẫn như thường, nhưng mà trong nước biển Vương Lâm lại để lại một tia thần thức. Hắn là người cẩn thận, tia thần thức này tuy vô dụng nhưng rất có khả năng sau đây không lâu sẽ có tác dụng rất là lớn. Thần thức này dung hợp với cả Đại Hải, căn bản rất khó có người phát hiện ra. Làm xong việc này, hai mắt Vương Lâm lập tức tràn ngập tơ máu. Trong phút chốc đồng tử của hắn hoàn toàn đã bị một vùng huyết vân thay thế, thoạt nhìn khá là kinh khủng.
Lấy hai mắt chứa cấm chế bổn nguyên, Vô Lâm nhìn về phía bầu trời. Một ánh mắt này khiến thần sắc biến hóa. Bầu trời đen kịt vào lúc này bị tầng tầng lớp sương mù mỏng manh bao phủ. Sương mù này mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ mình Vương Lâm có cấm chế bổn nguyên mới có thể dùng hai mắt chứa bổn nguyên mà nhìn thấy rõ ràng. Một tầng, ba tầng rồi bảy tầng. Sương mù trên bầu trời mỏng manh nhưng có bảy tầng bao phủ cả đan hải, vô biên vô hạn, giống như một cái bát khổng lồ úp lấy mặt biển đan hải này. Trên bảy tầng sương mù là một chiếc la bàn. La bàn này hư ảo, thong thả xoay tròn, bên trong tỏa ra từng luồng uy áp, dung hợp với cả bảy tầng sương mù. Chiếc la bàn này là vật hư ảo, không phải vật thật. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hắn mơ hồ nhìn thấy phía sau la bàn trên bảy tầng sương mù có một làn khí thức lan ra xa khỏi đan hải. Trung tâm của trận pháp này chính là vị trí của vật này. Vương Lâm ngưng thần, nhìn sâu vào trong đan hải, ánh mắt lóe sáng, trong lòng thầm suy tính. Cấm chế bổn nguyên của hắn nếu muốn chuyển hóa hoàn toàn thành chân thân, phải hấp thu rất nhiều cấm chế bất đồng. Hôm nay gặp được đại trận cấm chế bao phủ cả đan hải này, Vô Lâm chưa bao giờ nhìn thấy, không khỏi động tâm. Nhưng mà sự động tâm này rất nhanh bị hắn đè nén xuống. Tay phải giơ lên, hai ống tay áo vung lên. Phía sau hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh của hai đồng tử khổng lồ. Đồng tử này dù là hư ảo thôi, nhưng lại lóe lên hồng mang, giống như khiến tấm màn hắc ám này tan đi không ít. Sau khi mà hai đồng tử tràn ngập tơ máu hư ảo này xuất hiện, Vương Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bầu trời, hai mắt lóe lên phải tính toán. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ trận pháp cấm chế này. Theo vẻ tính toán trong hai mắt của hắn, hai đồng tử phía ngoài cũng tỏa ra vẻ tính toán, nhìn chằm chằm vào bầu trời, tìm kiếm cách phá giải bảy tầng sương mù kia. Từ từ, tơ máu trong hai mắt của Vương Lâm càng nhiều, hai đồng tử khổng lồ phía sau hắn cũng vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt đã qua nửa canh giờ. Thần sắc ba người Bạch Hổ nghiêm trọng, cẩn thận nhìn bốn phía, làm hộ pháp cho Vương Lâm. Ba người bọn hắn có thể ra ngoài được hay không đều phải xem Vương Lâm có thể phá vỡ được trận pháp cấm chế này hay không đã. Lại qua thời gian một nén nhang nữa, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải hắn bỗng giơ lên hướng về phía bầu trời liên tục điểm ra ba chỉ. Mỗi một chỉ hạ xuống đều có một đạo tơ máu từ trong đồng tử khổng lồ phía sau lan ra, theo ngón tay của Vương Lâm bay thẳng lên trời. Người ngoài nhìn thì không thể thấy, nhưng mà trong mắt Vương Lâm, hắn thấy ba chỉ của mình mỗi một chỉ đều bay ra một sợi tơ máu, chui vào trong khe hở mỏng manh của sương mù. Ba chỉ này hạ xuống khiến ba sợi tơ này hoàn toàn chui vào tầng sương mù đầu tiên, quấn lấy nhau, hình thành một vòng tròn. Vòng tròn này tạo thành một lỗ nhỏ trong tầng sương mù mỏng manh của tầng thứ nhất. Nói là lỗ nhỏ nhưng cũng đủ để cho một người chui qua. Bảy tầng sương mù, mỗi tầng đều lưu chuyển vận động, muốn phá vỡ trận pháp này cũng có chút khó khăn đây. Vô Lâm trầm mặc nhìn bầu trời, đợi một lát, đột nhiên hai tay đồng thời giơ lên, liên tục búng búng ra, đều có một sợi tơ bay ra. Chín sợi tơ này theo ánh mắt của Vương Lâm bất ngờ xuyên qua vòng tròn thứ nhất. Sau khi xuyên qua, chín sợi tơ này lập tức phân ra bốn sợi, tìm được một chỗ mỏng manh ở tầng sương mù thứ hai, nối với nhau tạo thành vòng tròn thứ hai. Cùng với lúc đó, năm sợi tơ còn lại xuyên qua vòng tròn này, dùng phương pháp tương tự tạo thành một lỗ hổng ở tầng sương mù thứ ba. Do đó, ba tầng đầu tiên chẳng khác nào Vương Lâm đã tìm được phương pháp lao ra vậy. Tất cả chuyện này thì đám người Bạch Hổ không nhìn thấy, mà thần sắc Bạch Hổ lúc này khá là ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm mang theo vẻ lo lắng, dù sao thời gian cũng đã qua không ít rồi. Cho tới hiện tại còn chưa có tu sĩ Lục Mai Châu xuất hiện. Loại chuyện này quá mức là quỷ dị, giống như sự yên lặng trước cơn giông bão vậy, khiến cho người ta cực kỳ cảm thấy áp lực. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, phần lớn tâm thần của hắn còn đang ngưng tụ trên bảy tầng cấm chế trận pháp. Càng tính toán, trận pháp này càng khiến hắn cảm thấy mênh mông. Tầng thứ tư này cũng có những chỗ mỏng manh như là các tầng trước, nhưng mà hiếm thấy hơn. Mặc dù tính toán nhưng mà rất khó tìm ra được. Nhưng Vương Lâm có cấm chế bổn nguyên, hắn không chỉ tính toán một chiều mà còn có ánh mắt của cấm chế bổn nguyên. Dưới ánh mắt này của hắn, tất cả cấm chế trong thiên địa đều không thể ẩn giấu được. Lại qua thêm một nửa khắc nữa, Vô Lâm ở trước ba tầng đầu, hai mắt lóe lên, hai tay nhanh chóng giơ lên liên tiếp búng ra 17 chỉ. 17 sợi tơ huyết sắc bay đi, lao vào bầu trời, trực tiếp xuyên qua ba lỗ hổng, rơi vào tầng thứ tư. Lúc này 6 sợi tơ nối với nhau bất ngờ tạo thành một lỗ hổng trên đám sương mù kia. Những sợi tơ còn lại tiếp tục lao đi, nối tiếp với tầng thứ 5, khiến cho 5 tầng đầu tiên toàn bộ đều xuất hiện những lỗ hổng có thể thông qua.
Nhưng mà vào lúc này thì đột nhiên đan hải chợt ầm vang, biến động gầm thét, tiếng rít gào kinh thiên động địa. Nước biển giống như là bị chia thành hai nửa bởi một sợi tơ nhỏ, ầm ầm tàn về hai bên. Cảnh tượng này quá mức là đột ngột, không có chút dấu hiệu báo trước nào, làm cho thần sắc ba người Bạch Cổ đại biến, đồng loạt định thi triển thần thông. Trong nháy mắt này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, không hề có chút do dự, thân thể đứng phắt dậy. Hư ảnh đồng tử khổng lồ phía sau nhanh chóng tiêu tán. Tay áo hắn vung lên, cuồng phong quần lấy thân thể ba người Bạch Hổ, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía chân trời. Ngay trong nháy mắt khi mà Vương Lâm quấn ba người Bạch Hổ lao thẳng về phía chân trời, một luồng kiến khí kinh khủng không cách nào mà hình dung nổi từ ngoài khơi giống như là chia đôi mặt biển bất ngờ bộc phát mà ra. Đây đâu phải sợi tơ gì, rõ ràng một nhát kiếm. Một nhát kiếm này chém từ đáy biển lên, không ngờ có thể phân đôi nước biển, uy lực thì kinh thiên động địa. Nước biển gào thét, trong nháy mắt khi mà kiếm ảnh từ ngoài khơi hoàn toàn chém ra, mặt biển ầm vang hoàn toàn bị chia cắt, tạo thành một cái khe khổng lồ. Nước biển bị phân đôi, có thể thấy đáy biển đen kịt ở phía dưới. Kiếm ảnh này dài chừng khoảng mấy vạn trượng, đánh tung mặt biển, một kiếm xẻ đất trời đánh thẳng tới bốn người Vương Lâm. Trong nháy mắt khi mà cảm nhận được luồng kiếm ý này, ba người Bạch Hổ sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhất là Chu Tước và Huyền Vũ vốn đã bị thương, giờ phút này bỗng nhiên phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là Lục Ma Châu tu sĩ, không ngờ lại có thư tu sĩ cực đoan tới bậc này. Huyền Vũ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng phải hít một hơi thật là sâu. Kiếm ảnh kia cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Nhưng Vương Lâm vừa rồi đã sớm bay đi, hầu như chỉ trong chớp mắt trước khi mà kiếm này tới thì hắn đã mang ba người Bạch Hổ hóa thành cầu vồng nhảy vào trong lỗ nhỏ trong tầng sương mù thứ nhất, không hề dừng lại chút nào mà xuyên qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng bốn và tầng năm. Phía sau hắn, kiếm ảnh chợt chém vào trận pháp cấm chế, ầm ầm vang dội. Chỉ thấy ba tầng sương mù đầu tiên bị kiếm ảnh này đảo qua liền lập tức sụp đổ, tản ra bốn phía, mang theo ý chí còn lại của kiếm ảnh quấn tới tầng thứ tư, khiến sương mù tầng thứ tư cũng ầm ầm tan rã. Một kiếm này phá hủy bốn tầng cấm chế. Uy lực của kiếm này dù là Vương Lâm cũng phải hít một hơi thật là sâu. Lúc này hắn ở trong tầng sương mù thứ năm, rõ ràng cảm thấy tầng sương mù này chấn động, mơ hồ có một luồng khí tức cực kỳ bá đạo, giống như thiên thượng địa hạ, duy kiếm độc tôn tràn tới, ầm ầm đánh vào tâm thần của hắn. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu. Luồng ý chí này bên trong ẩn chứa bá đạo, Vương Lâm cảm thụ rất là rõ ràng. Dù ngươi có tu vi gì, nhưng chỉ bằng một kiếm này, nhất định là người có thanh danh trong Lục Ma Châu. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, mang theo ba người Bạch Hổ bị một kiếm kia làm cho rung động mà đi tới. Hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới tầng thứ 6. Sương mù tầng thứ 6 hơi nồng đậm, cũng rất là khổng lồ, nhưng Vương Lâm bay đi rất là nhanh. Chỉ thấy hai tay hắn không ngừng bắt quyết, từng đạo tơ cấm chế không ngừng gào thét hiện ra trước người hắn, hình thành một tấm lưới li ti. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã đụng vào sương mù tầng thứ 6. Ầm một tiếng, Vân Lâm mang theo đám người Bạch Hổ xông thẳng qua tầng thứ 6. Vân không ta bất tài vượt qua trăm ngàn núi sông mà tới, đạo hữu cần gì phải sốt ruột đi như vậy chứ? Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài khơi. Chỉ thấy kiếm ảnh đánh tan bốn tầng sương mù đầu tiên, hóa thành một tu sĩ mặc thanh y. Tu sĩ này thoạt nhìn như là thanh niên, quần áo mộc mạc, không chút vật trang sức nào, mái tóc dài phủ xuống vai, bộ dáng rất là phiêu dật. Tướng mạo của hắn rất là tuấn mỹ, nhưng tràn ngập vẻ lãnh khốc. Trong tay hắn đang cầm một thanh trường kiếm dài 7 thước. Giữa bóng đêm đen kịt này, hình như có một dòng chảy đang chuyển động trên mặt kiếm, lấp lánh hàn quang. Về phía Vân Không thì tới đây không phải là bổn tôn của Vân Không, mà là một kiếm ý phân thân của hắn. Cho dù là phân thân, nhưng hắn lại có được 6 thành kiếm ý của bổn tôn. Khi mà lời nói của Vân Không vừa vang lên, thì Vân Không ngẩng đầu nhẹ bước tới, đi thẳng tới tầng sương mù thứ 5. Tay phải hắn giơ lên, kiếm trong tay đột nhiên chém thẳng lên bầu trời. Một động tác này khiến kiếm mảnh như là trăng rằm ầm vang đánh thẳng lên tầng sương mù thứ 5, khiến cho nó ầm ầm sụp đổ. Vân Không này liếc mắt một cái điền thấy được Vương Lâm tóc bạc tiến vào tầng thứ 6, quay đầu lạnh lùng đối mặt với hắn. Ánh mắt của hai người trong tích tắc va chạm. Trong đầu Vương Lâm ầm một tiếng, mang theo ba người Bạch Hổ nhảy vào tầng thứ 6, lao thẳng tới tầng thứ 7. Sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.
Còn Vân Không kia thì trong đầu cũng ẩm vang, ánh mắt nhìn bầu trời đột nhiên lộ ra vẻ kỳ dị. Ta vốn tưởng rằng ở Thiên Ngưu Châu này trừ mấy lão già ra chỉ còn có Vân Giật Phong mới có thể khiến ta hứng thú. Không ngờ hôm nay ta lại gặp được một người. Vẻ băng lãnh trong cặp mắt kia, người này cũng là loại lãnh khốc vô tình đây. Vân Không mỉm cười, cầm kiếm hướng về phía bầu trời mà lao tới. Về phía Vương Lâm thì nhảy vào tầng thứ 6. Chỉ còn vượt qua tầng thứ 7 cuối cùng là hắn có thể mang theo đám người Bạch Hồ rời khỏi cấm chế đại trận của Đan Hải. Chẳng qua thời gian cho Vương Lâm không nhiều lắm. Sương mù trong tầng thứ 7 này nồng đậm nhất, không thể tìm ra lỗ hổng trong thời gian ngắn. Ở phía sau lại có tu sĩ Vân Không đuổi theo. Ánh mắt Vương Lâm trong tầng thứ 6 lóe lên, dưới chân hiện ra sóng gợn, hình như là có kiếm khí. Hồng mang tràn ngập mắt hắn, bất ngờ phía sau lộ ra một đôi đồng tử màu máu khổng lồ. Cấm chế bổn nguyên, dùng bổn nguyên dung hợp cấm chế đại trận này cho ta. Vương Lâm quát khẽ, đồng tử khổng lồ phía sau tan nát, những sợi tơ nhỏ bên trong gào thét hóa thành ngàn vạn, lập tức vờn quanh Vương Lâm, hóa thành một đạo lưu tinh huyết sắc bay thẳng tới tầng thứ 7. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm lao đi, sương mù tầng thứ 6 sau lưng hắn chợt tan nát, kiếm khí lao ra giống như muốn hủy diệt hết thảy. Luồng kiếm ý tồn tại trong đó lại càng tích kinh thiên động địa. Đạo hữu, lưu lại đây đi. Giọng nói trầm thấp của Vân Không vang vọng trong không trung. Kiếm khí kia sau khi đánh tan tầng thứ 6 nhanh chóng ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành kiếm ảnh ngập trời lao thẳng về phía Vương Lâm. Nếu như bị kiếm khí này ngăn trở thì Vương Lâm không thể lao ra khỏi tầng thứ 7 này. Giờ phút này trong nguy cơ sinh tử, nhưng mà Vương Lâm cả đời tranh đấu vô số, thần sắc lại càng thêm bình tĩnh, trái tim lại càng tỉnh táo. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi mà kiếm khí gào thét đánh tới, Vương Lâm xoay phát người lại, tay phải giơ lên. Hỏa bổn nguyên chân thân biến ảo hiện ra phía sau. Vương Lâm giơ tay, một trường đánh thẳng lên không trung. Chỉ thấy sương mù trong tầng thứ 7 lập tức quay cuồng, một trường ấn khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Không phải chỉ có một, mà hỏa bổn nguyên chân thân của Vương Lâm ở phía sau cũng giơ tay phải. Chỉ thấy trong sương mù lại có mấy trường ấn khổng lồ biến ảo hiện ra. Bất ngờ lại là một trường ấn do ngọn lửa thiêu đốt. Hai trường ấn một trước một sau hướng về phía kiếm khí kia ầm ầm mà đánh xuống. Cùng với lúc đó, dưới Vương Lâm và Vân Không, trong hai phần nước biển bị kiếm khí của Vân Không chia đôi lúc trước, một tia thần thức mà Vương Lâm dung hợp với cả đại hải lúc này đột nhiên cảm nhận được ý chí của Vương Lâm. Lập tức mặt biển cuộn sóng, cả ngoài khơi quay cuồng. Một trường ấn khổng lồ do nước biển tạo thành bất ngờ dâng lên. Trường ấn này xuất hiện khiến cho đại hải hạ xuống tới mức mắt thường cũng có thể thấy được, giống như toàn bộ đã ngưng tụ thành trường ấn đó, ầm ầm đánh lên bầu trời. Ba trường ấn, hai trên một dưới, đồng loạt đánh thẳng vào đạo kiếm khí của Vân Không. Trường ấn của bổn tôn Vương Lâm gần nhất, trong tích tắc va chạm với cả kiếm khí liền phát ra tiếng nổ ầm ầm. Trường ấn sụp đổ. Cùng với lúc đó, trường ấn hỏa diễm của bổn nguyên chân thân thứ hai ầm ầm giáng xuống. Đúng vào lúc này thì trường ấn do thủy bổn nguyên tạo thành từ nước biển dâng lên cũng ầm ầm đánh lên bầu trời, thẳng tới kiếm khí của Vân Không, va chạm với nó. Cảnh tượng này như là thủy hỏa dung hợp, hỏa trường ấn và thủy trường ấn đồng thời tấn công. Chỉ thấy hai trường ấn khổng lồ kia trong nháy mắt tới gần nhau. Nước biển lập tức tỏa ra một lượng lớn sương mù, giống như bị bốc hơi vậy. Mà trường ấn của hỏa bổn nguyên trong hơi nước tràn ngập kia cũng giống như là sắp bị dập tắt. Nhưng mà thủy hỏa đều là bổn nguyên của Vương Lâm, toàn bộ đều biến ảo ra từ trong cơ thể hắn, cho nên chẳng những không bị dập tắt mà còn cường đại hơn. Ngay cả Vương Lâm cũng không đoán trước được là thủy hỏa bổn nguyên đồng thời thi triển sẽ có hiệu quả thế nào. Chỉ thấy trường ấn do nước biển tạo thành bất ngờ sôi trào lên, một lượng lớn hơi nước lan ra, khiến cho hỏa trường ấn trên bầu trời giống như mông lung, nhưng ngọn lửa lại càng thêm kịch liệt, trở nên ngập trời. Giờ phút này đây thì sắc mặt Vân Không cũng trở nên ngưng trọng. Một kiếm két ngoang, hỏa trường ấn chợt hạ xuống, va chạm với cả kiếm ảnh kia. Ngay sau đó thủy trường ấn phía dưới cũng ầm ầm đánh tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thủy hỏa trường ấn lấy kiếm khí của Vân Không làm trung tâm mà va chạm, ầm ầm không ngừng. Thủy hỏa trong nháy mắt này dung hợp, bộc phát ra sức mạnh, vượt xa từng bổn nguyên riêng lẻ. Luồng lực lượng này rõ ràng là khí. Khí là một loại bổn nguyên lực rất khó đạt được trong thiên địa. Nó không phải rõ ràng có thể có được, mà phải đồng thời, một người đồng thời nắm giữ hòa thủy bổn nguyên, sau đó ngưng tụ ra, lại diễn biến ra một loại bổn nguyên khác. Loại bổn nguyên này quý giá vượt xa loại bình thường. Trong nháy mắt khi mà khí bổn nguyên xuất hiện,
thì hỏa trưởng ấn đồng thời sụp đổ, nhưng kiếm khí của Vân Không cũng dần dần hoàn toàn tan nát. Một lực trùng kích điên cuồng đánh sâu vào bốn phía, quấn động không gian. Thân thể Vương Lâm nhanh chóng lùi lại phía sau, nương theo luồng lực lượng này mà mang theo đám người Bạch Hổ bay vào trong sương mù cấm chế tầng thứ 7. Thân thể Vân Không nhoáng lên, dưới lực lượng trùng kích của Thủy Hòa Trường Ấn liên tiếp bị đẩy lui mấy bước. Đúng vào lúc này thì một tiếng gầm thét đột nhiên truyền ra, chỉ thấy Dĩ Ti Khôi Lỗi không biết đã Vương Lâm thả ra từ lúc nào, mang theo vẻ đanh ác mà lao tới. Dĩ Ti Khôi Lỗi xuất hiện quá đột ngột, giống như đợi chờ cơ hội này vậy. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, một chảo đen kịt chụp lấy Vân Không. Thời cơ lúc này vô cùng hợp lý, sát khí ập tới khiến Vân Không biến sắc, trực tiếp cắn chót lưỡi. Trong tích tắc khi mà Dĩ Ti Khôi Lỗi ập tới, liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra lập tức hóa thành một kiếm khí huyết sắc, ầm ầm chém về phía Dĩ Ti Khôi Lỗi. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong phút chốc kiếm khí kia đã rơi lên người Dĩ Ti Khôi Lỗi, chém cánh tay phải của nó xuống. Dĩ Ti Khôi Lỗi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên lùi lại phía sau. Nhưng cánh tay phải kia lại quỷ dị hóa thành 5 luồng hắc khí, lấy tốc độ khó thể tưởng tượng được bất ngờ chui vào trong cơ thể của Vân Không. Vân Không kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. 5 đạo hắc khí này ẩn chứa sát khí kinh thiên, trong cơ thể hắn điên cuồng phá hoại, rất khó bị thanh trừ được. Bởi vì trong 5 đạo sát khí này ẩn chứa lực lượng thuộc về đạo cổ nhất mạch. Vân Không đạo hữu, ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Trên bầu trời truyền tới giọng nói vang vọng của Vương Lâm. Vân Không lùi lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy Dĩ Ti Khôi Lỗi mất đi cánh tay phải hóa thành một vùng hắc vụ, đã bị Vương Lâm thu hồi. Mà Vương Lâm và 3 người Bạch Hổ toàn thân tràn ngập tơ máu đã nhảy vào trong tầng sương mù cấm chế của tầng thứ 7, trong tiếng ầm vang liền biến mất. Cho tới nửa ngày sau khi mà Vương Lâm rời đi, Vân Không đột nhiên bật cười, chẳng qua nụ cười có vẻ âm trầm. Lần tiến vào Thiên Ngưu Châu này quả thật hứng thú, lần sau ta sẽ không cho ngươi cơ bỏ chạy nữa đâu. Cường giả như vậy, hắn phải trở thành kiếm lô của Vân Không ta. Ánh mắt của Vân Không lóe sáng, xoay người bước về phía đại hải. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Trận đánh vừa rồi hắn đã bị thương, nhưng mà lúc này không có thời gian chữa thương. Hắn còn phải hoàn thành mấy nhiệm vụ của các lão tổ giao cho, luyện hóa đan hải này trở thành một hạt tiên đan. Bên trong đan hải vào lúc này đã không còn tu sĩ của Thiên Ngưu Châu nào, bọn họ đều đã tử vong. Cả đan hải giống như trở thành một vùng đất của Lục Ma Châu vậy. Bên ngoài đan hải, trên Thiên Ngưu Châu, thân ảnh Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vòng, dừng lại một chút ngoài ngàn dặm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn xoay phát người, thần sắc âm trầm tàn nhẫn, nhìn về phía đại trận cấm chế bao phủ cả đan hải. Bạch Hồ, 3 người các ngươi rời đi trước đi. Ta còn có chuyện khác cần làm, không đi cùng các ngươi được nữa. Nơi này cách đại hồn môn rất xa, Quy Nhất Tông thì gần hơn một chút, các ngươi hãy đi thông báo cho bọn họ nhanh một chút. Còn về phần đại hồn môn, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Vương Lâm nhìn đan hải phía xa xa, trong mắt tràn ngập hàn quang, tay phải giơ lên, lập tức trong tay hắn có thêm một ngọc giản. Đây là truyền âm phù của đại hồn môn, lưu lại một đạo thần niệm. Sau đó Vương Lâm hướng về phía bầu trời vung lên, lập tức ngọc giản này liền hóa thành một đạo u quang bay vụt đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất. Truyền âm phù bởi vì kết cấu bất đồng nên tốc độ so với tu sĩ nhanh hơn vô số lần. Nhưng sau bao lâu đại hồn môn mới thu được tin tức thì Vương Lâm cũng không rõ. Sau khi mà nhìn thấy truyền âm phù này, ánh mắt 3 người Bạch Hổ sững lại, nhận ra đây là vật của đại hồn môn. Vẻ mặt nhìn Vương Lâm giống như là muốn nói nhưng mà lại thôi. Ta đã gia nhập đại hồn môn rồi, trở thành trưởng lão. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía đan hải, nhận thấy sự dị thường của 3 người liền chậm rãi giải thích. Bảo trọng đó. 3 người Bạch Hổ ôm quyền nói. Bọn họ không nói tới chuyện tạ ơn, nhưng việc này hay là việc trong động phủ giới đều đã ghi tạc ở trong lòng. Các ngươi cũng bảo trọng đó. Vẻ mặt của Vương Lâm lộ ra một nụ cười chân thành, hướng về phía 3 người ôm quyền, nhất là nhìn thoáng qua Chu Tước. Chu Tước thầm than, giống như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không mở miệng, mà cùng 2 người hóa thành cầu vòng bay về phía Quy Nhất Tông. Cho tới khi mà 3 người rời đi, không còn nhìn thấy thân ảnh, Vương Lâm mới xoay người lại nhìn đan hải, sát khí trong mắt vùng lên. Ta đi tới Tiên Cương Đại Lục này còn chưa chịu thiệt thòi thế bao giờ. Vân Không, nếu không thừa dịp ngươi bị thương mà giết ngươi, thì Vương Lâm ta khó có thể chịu nổi.
tiếng kêu thảm thiết của Dĩ Ti Khôi Lỗi vang lên trong lòng Vương Lâm khiến hắn cực kỳ đau xót. Vân Không này tu vi cực kỳ cổ quái, giống như là không cao nhưng kiếm ý kia lại quá là kinh người. Mấy thứ pháp bảo mà Viêm Loan thua cuộc Vương Lâm đã xóa thần thức, trở thành vật của hắn. Nhất là hồ lô chứa 3.000 vạn đạo hồn, lúc này bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ, tuy chỉ có một cơ hội mà thôi. Đã quyết định như vậy, thân thể Vương Lâm nhoáng lên bay thẳng xuống đan hải phía dưới. Hành vi của hắn nhìn cực kỳ lỗ mãng, nhưng mà trên thực tế hắn đã kết luận rằng Vân Không nọ nhất định cho rằng mình sau khi khổ sở lao ra thì sẽ không quay trở lại lần nữa. Điều này dẫn tới quyết định của hắn. Muốn giết được Vân Không thì trước tiên phải đạt được la bàn của trận pháp này đã. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sau khi tới Tiên Cương Đại Lục muốn giết người như vậy. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 450 năm tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều.